Tập 10 chương trình ghép đôi thần tốc, kết đôi như ý lên sóng hôm 20 tháng 6 năm 2021 với sự tham gia của cô nhân viên văn phòng Trần Ngọc Đoan Minh, 26 tuổi, đã gây ra nhiều tranh cãi. Ngay từ phần giới thiệu, Đoan Minh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài cá tính, hoạt ngôn. Cô nàng tiết lộ tình trường dày dặn lên tới 12 mối tình, trong đó có 4 mối tình là sâu sắc, còn lại chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, cao nhất là 1 năm, còn thấp nhất là 1 ngày. Thế nhưng càng lắng nghe những chia sẻ của Đoan Minh, bà mối Cát Tường không khỏi ngỡ ngàng và có phần bức xúc tới muốn bỏ nghề may mối vì loạt tiêu chí chọn bạn trai mà cô nàng đặt ra. Chẳng hạn như dù khẳng định bản thân là người độc lập, không phụ thuộc bạn nam, nhưng cô gái này lại chia sẻ. Đẹp trai là tiêu chí và em muốn bạn nam chi tiền cho em để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Trai cho tiền mình đi đầu tư, rồi mình chia tiền lại cho trai. Bên cạnh đó, khi lắng nghe chàng trai được dự ghép đôi chia sẻ về hoàn cảnh anh hai mất, hiện đang một mình chăm lo cho ba mẹ, bà mối Cát Tường không khỏi xúc động, ngỏ ý hỏi Đoan Minh nghĩ sao về chuyện làm dâu, thì cô nàng thẳng thừng nói, em sẽ kiếm bạn trai khác, tư tưởng của em là khi có chồng sẽ dọn ra ở riêng. Ngoài ra, Đoan Minh còn cho biết cô thích nấu ăn nhưng sẽ không bao giờ nấu cho bạn nam, vì theo cô bạn trai phải chịu cô. Bên cạnh đó là rất nhiều chia sẻ thẳng thừng của cô gái này về quan điểm chọn người yêu của mình. Lắng nghe những chia sẻ của Đoan Minh, chàng trai tham gia chương trình vô cùng bối rối. Dù vậy, anh vẫn rất tâm lý khi chuẩn bị món quà tặng cô trong lần đầu gặp gỡ, kèm theo lời bày tỏ. Anh thì không biết lựa màu son, nhưng hy vọng em sẽ thích. Còn nếu em thích màu khác, thì anh sẽ dắt em đi mua. Tuy nhiên, Đoan Minh lại thể hiện thái độ không mấy ưng ý với món quà của anh chàng. Cát Tường cũng tỏ vẻ bất mãn. Hy vọng sau hôm nay em có người đầu tư nha, chứ chị hoang mang muốn bỏ nghiệp rồi đó. Chị làm mai làm mối nhiều ca lắm rồi, mà ca này thấy hơi căng rồi đó. Em cũng nên bớt lại chút. Ngay sau khi chương trình lên sóng, những chia sẻ của Đoan Minh lập tức trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô cũng thu hút nhiều người tìm kiếm và dưới bài đăng mới nhất xuất hiện không ít bình luận tiêu cực. Nhiều người cho rằng cô nàng nói năng thiếu suy nghĩ và đòi hỏi quá cao trong mối quan hệ yêu đương. Một tài khoản viết, 100 người, hết 99 người chửi thì nên xem lại rồi, coi chương trình mà tức ghê. Ăn nói như con dở á, hay tưởng vậy là hay. Một tài khoản khác còn có bình luận gây chú ý. Trước làm chung công ty thì bảo là có chồng rồi, giờ thấy lên chương trình ngồi nói sẵn. Hết hồn em quá chị Đoan Minh ơi. Ngay lập tức, Đoan Minh đã có phản hồi với bình luận trên. Công ty nào bạn ơi, mình làm gì có chồng? Hay bạn nhầm sang cách mình gọi con bạn thân mình là chồng vậy? Hay lúc đó mình đang có bồ thì đây là nickname thôi chứ? Đoan Minh khẳng định cô đã cung cấp giấy chứng nhận độc thân khi tham gia chương trình. Bên cạnh những bình luận tiêu cực, cũng có một số tài khoản cho rằng những điều Đoan Minh chia sẻ trong chương trình chỉ là ý kiến cá nhân và không ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Một dân mạng chia sẻ, mình từng gắn bó và làm việc lâu cùng chị Minh, chị rất tốt, rất giỏi và nhiệt tình. Và cũng vì nhiệt tình quá nên bị nhiều ông sếp lấn tới. Tài khoản khác cũng cho rằng, tội chị tôi, mỗi người có cá tính, lối sống riêng mà sao thiên hạ cứ hay gõ phím quá, dành thời gian tự hoàn thiện bản thân đi. Trước việc vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì phát ngôn trên truyền hình, nữ chính đã có những chia sẻ thẳng thắn và lên tiếng xin lỗi mọi người. Đoan Minh viết, mình xin lỗi vì đã để xảy ra ồn ào không đáng có này và cũng gửi lời xin lỗi đến bạn Nam và chị Cát Tường. Mình sẽ chú ý lời nói tính thẳng thắn của mình sau này. Tuy nhiên, ai cũng có một tiêu chí riêng nên mình chỉ đang nói về quan điểm, tiêu chí của mình mà thôi. Mình nói ở đây không phải là đại gia mà là người đã ổn định về kinh tế mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Dù nữ chính đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những tranh cãi vẫn chưa dừng lại.